với mục tiêu tạo sinh kế bền vững nâng cao thu nhập cho người dân đặc biệt là những hộ nghèo hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn từ đầu năm đến nay, toàn huyện Định Hóa đã có trên 300 hộ được nhận hỗ trợ từ dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo và tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt 36 phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Các chính sách triển khai hỗ trợ theo chương trình đã được xã triển khai kịp thời đến các xóm và toàn thể nhân dân. Các xóm Bình xét hộ đủ điều kiện để đề nghị xã xem xét hỗ trợ đúng đối tượng với tổng kinh phí thực hiện từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên 7,6 tỷ đồng.